còn khoảng 10 ngày nữa là Đại hội Đảng lần thứ 13 của đất nước Việt Nam của chúng ta đã tới, thì cái bọn khủng bố Việt Tân và cái bọn thành phần chống phá nước ngoài nó sẽ chen vào để mà, thứ nhất là để mà chống phá đảng nhà nước ta. Thì Nhiên cũng thông báo cho ông bà cô bác anh chị em, đây là một đối tượng đây là một đối tượng khủng bố Việt Tân. Đây Nhiên bắt camera sao, đây là đối tượng khủng bố Việt Tân đây anh chị, nó từ Thái Lan để nó vào đất nước Việt Nam của chúng ta để gãi truyền tơ đơn để phá đại hội lần thứ 13 của đất nước Việt Nam của chúng ta đây. Đó. Thằng này là đó, cô bác anh chị nhìn rõ cái bộ mặt nó nha. Hôm nay Nhiên nói về hai tên tội phạm. Một là tên tội phạm Nguyễn Chính An, hai là đối tượng Nguyễn Linh còn ở trong nước. Đây là đối tượng Nguyễn Chính An, năm 2016 tổ chức giải truyền đơn, sau đó bỏ trốn qua Thái Lan. Hiện giờ đối tượng xâm nhập trái phép vào Việt Nam theo chỉ thị của bọn khủng bố Việt Tân nhằm chống phá Đại hội Đảng lần thứ 13. Nếu tất cả ông bà cô bác anh chị em ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta thấy cái tên này, thấy cái tên Nguyễn Chính An này, thì hãy báo cho cơ quan công an nơi chúng ta ở gần nhất, ở tại địa phương của chúng ta, tổ, ấp, xã. Đây là tên khủng bố, đây là tên nằm trong tổ chức Việt Tân năm 2016. Tên tội phạm này từng gửi truyền đơn, từng chống phá đảng nhà nước ta, thì bị trong công an truy lùng bắt nó thì nó trốn qua Thái Lan. Hiện nay bây giờ nó đã về tới đất nước Việt Nam của chúng ta rồi. Anh chào anh Long Thủy, chào Phạm Thị Lan Anh. Hiện nay nó đã vào đất nước, nó từ Thái Lan nó đi vào đất nước Việt Nam của chúng ta rồi. Thì sắp đại hội đảng lần thứ 13 tới, thì bắt đầu là bọn tổ chức khủng bố Việt Tân đó, nó làm cho tổ chức khủng bố Việt Tân để về vào đất nước Việt Nam của chúng ta để chống phá đại hội đảng lần thứ 13. Thì ông bà cô bác anh chị em và con cháu của chúng ta gặp cái tên này, thì anh là cô bác anh chị em phải là đi báo với cơ quan nơi gần chúng ta, ở gần nhất, ở địa phương của chúng ta gần nhất, tổ, ấp, xã, báo liền cho cơ quan công an, liền bắt cái tên tội phạm thì liền ngay lập tức. Hiện nay giờ cái đây là trong cái tổ chức bọn khủng bố Việt Tân đây. Thì chào Vương Dương Vi đó, nó tên là Nguyễn Chính A nghe anh chị. Sắp tới đại hội đảng lần thứ 13, tất cả bọn khủng bố nước ngoài và cái bọn dâm chủ cụi trong nước, bọn dâm chủ cụi trong nước gọi là dân quan dân tham đó, được cái bọn phản động nước ngoài bơm tiền vào, bắt đầu là nó lợi dụng đó để nó kéo biểu tình, là nó đến mà quốc hội mà của đất nước của chúng ta để mà nó la, nó quậy, nó phá. Thì cái bọn dân quan dân tham này nó cũng nằm trong cái thành phần là cũng bọn phản động, kích động và là để cho nó quậy phá nó nha anh chị.